Cô có thể bắt đầu. À, tôi là xin lỗi, tôi có thể bắt đầu lại không? Thôi không cần, cô về nhà chờ thông báo đi. Mướn cô về mở ba sao? Làm việc đi. Tôi thấy ít người dáng vẻ cho nên đáng việc chúng tôi. À, xin lỗi nha. À, ê, sao ngộ vậy? Anh tới ăn đồ hả? Cô tới làm việc hả? À, phải. Quay, xà lách chảy ra hết rồi, còn không đi làm việc. À, làm thịt chú Phát nha. Hả? À, một cái đùi gà chiên, một ly cà phê đen. Nào tôi hỏi anh nha, sao lại thích ăn đùi gà chiên của chúng tôi vậy? Nó chọn lựa mà. Cái gì? À, không phải, đùi gà chiên của chú Phát ăn ngon lắm. Không phải là đùi gà chiên của tôi ngon, mà là đùi gà của con Vi chiên ngon, phải không? Đừng nói chơi mà chú Phát, bao nhiêu tiền vậy? Cảm ơn. Wow, đùi gà lớn vậy hả? Nè, mai mốt nếu như mua về mà lớn quá thì cắt bớt ra làm thịt gà hình tây nha. Như vậy lỗ vốn đó. Làm ơn đi. Hả? À, tới liền, tới liền. Cô thường ngày làm việc có bận lắm không? Anh cũng không có bận lắm. Từ ngày anh làm việc có gấp lắm không? Tôi không gấp đâu. À, như vậy cô được nghỉ vào ngày thứ mấy vậy hả? Tôi được nghỉ vào ngày thứ ba, còn anh? Tôi không quy định. Ý, có phải là nhà báo gọi anh không? Nghe nói làm ký giả mà. Anh thuộc nhà báo nào vậy? À, tôi làm kim. Kim nhật báo. Lần trước coi theo tờ báo này một cá ngựa, tùa trái túi đó. Hey. Cà phê của anh nè. À, tôi không ăn đâu, tôi phải về tòa sản gấp, xin lỗi. Tôi thì không muốn mua cái sấp giấy kim nhật báo này đâu. Chú Phát à, trễ như vậy tới sập báo chỉ còn cái báo này thôi, có mua không? Trưa vậy mà báo này vẫn chưa bán hết, nhất định là tào lao rồi, làm phí mấy đồng bạc của tao. Vậy à? Chú Phát, không tệ vậy chứ hả? Không phải là tệ, mà là tệ quá chừng đi. À, phải rồi, anh cũng làm ký giả mà, có quen biết ông chủ báo này không? Ừ, nếu như mà anh gặp được nó thì đạp nó một chân giùm tôi đi. Đạp thêm mấy cú nó cũng không sao đâu. Dù đạp được, đạp đi. Ờ, à, tôi bận việc đi trước nha. Được, được, kiếm sao trở lại nha. Nè nè, wait, anh không phải là hẹn với người ta sao? Cậu cho tôi biết ngày sanh đi. Ngày 16 tháng 11 năm 62. Ngày 16 tháng 11 năm 62. Tử cung quý thủy tại kỳ trung, tử quý sanh kim trí thông thông, nhân sanh nhất nguyệt kim bỉnh thọ. Nguy, cậu trẻ, cậu đã đi vào cách tuyệt mạng. Có thể không đây? Ờ, anh xòe bàn tay cho tôi coi đi hả? Vị chuyển nam quá tam, chỉ vị nàng quá tam thập tam đó anh bạn à. Mấy cái chuyện này không thể nào tin hết đâu. Tôi là Trần Lão Cẩu, người ta kêu tôi là Lão Tà. Tôi chuyên môn khử trừ tai kiếp của người ta. Thấy là có duyên ở với cậu mới chỉ dẫn đường lối cho cậu mà thôi. Tôi biết là cậu không có tin tôi. Được, tôi bói thêm một chữ nữa cho cậu nha ha. Là chữ gì? Chữ Kha. Có chữ này không? Có. Hỏi về vấn đề gì? Tình duyên. Ừ. Có nhiều chuyện đồn bậy bạ lắm. Nè,
Trên có một người, dưới có một người. Âm dương cách biệt, sống chết chỉ một giây. Ông nói gì xấu quá vậy? Tôi nói bừa thôi. Nhưng mà tôi không lo, tôi có bạn gái mà. Tôi không có mối làm đâu. Cậu khoan đi đã. Tôi tặng cho cậu thêm hai câu. Quả phước không cửa, tại người trút lấy. Cậu phải nhớ, chuyện của nhà nào, nhà nấy lo. Đừng có bao giờ xen vào chuyện người khác. Đừng bao giờ tự xưng anh hùng nha. Có biết không? À, Kitty à. Ờ, cảm ơn. Nè, của chị đó. Chú Dầm. Được. À, ê, cảm ơn nha. Quay kiếm bữa nào về sớm chút đi. Giúp đỡ giùm đi mà. Hả? Ừ, thôi được. Quay, ông Tổng đâu? Ông chủ, thật ra hôm nay tôi biết tôi bị kẹt xe, cho nên tôi ra khỏi nhà hơn nửa tiếng đồng hồ. Hai giờ ở bên ngoài kẹt xe quá đi, cho nên khi tôi tới đó thì buổi họp đã tan rồi. Tôi biết, tôi thiệt là... Có nghĩa là đi mấy tiếng đồng hồ mà không có lấy được cái gì về à? Ông chủ bị bệnh hả? Sao bữa nay không chửi mắng gì? Không phải bị bệnh, chỉ là xảy ra vụ lớn thôi. Quê, vụ lớn gì? Sao tôi không biết? Anh thì là ngốc quá mà. Kim Nhật Báo bị động đất. Ông chủ nói là sẽ bị đóng cửa sớm. Nói chơi thôi chứ. Nói chơi hả? Tôi biết là phát hành tới cuối tháng, có lương hay không thì không biết. Nè, đừng nói là cả làm anh em này không chiếu cố tới. Phải ráng để ý coi công ty có món hàng nào đáng giá thì đặt trước đi nha. Nè, tôi lấy không cái đó đi nha. Cái ông đó nói là cuối tháng sẽ đổi băng nè. Anh Trung thì đỡ hơn rồi, anh biết chơi âm nhạc. Đúng, mấy anh Mỹ ngoài phố anh chỉ biết đàn guitar thôi, xin ăn cũng đủ qua ngày nữa. Hey, trong khoảnh khắc không biết việc gì làm là hơn. Thì phải rồi, anh em kiếm ra được việc nhớ báo với tôi nha. Miễn là tụi mình săn sóc cho nhau. Đi. Tôi không cần chăm sóc. Quầy anh từ từ thổi, tôi đi về trước nha. Trung à. Ông chủ. Ít khi lắm ha. Thường ngày tan sở xong là bỏ đi ngay mà. Sao hôm nay vẫn chưa có đi vậy? Ông cũng ít khi mà. Ai, người không phải là cỏ cây, ai lại vô tình. Ông chủ à, bộ đóng cửa thiệt sao hả? Đời người khó mà tránh cái cảnh chia ly. Tờ báo này của tôi đã bị lỗ suốt 8 năm rồi. Ráng được tới ngày hôm nay cũng là một kỳ tích đó ha. Trung à, có biết tại sao tờ báo này gọi là Kim Nhật Báo hay là không ha? Đó là làm người đừng có chỉ nghĩ tới tương lai, tưởng nhớ hôm qua ha. Phải cố gắng trong ngày hôm nay mới được. Không ngờ tờ báo này hôm nay đã bị bại trong tay của tôi. Bây giờ tôi có lòng, nhưng mà không có đủ sức. Sao cậu không nói năng gì hết vậy? Nếu tôi biết trước vậy, tôi sẽ không viết nhiều bài cậu. Nếu tôi biết vậy thì tôi... Nếu biết à. Lần trước kêu cậu đi cứu con tình á, cậu lại đi lộn chỗ. Sau đó có người á, cậu lại nói là không có người. Nhất định đi trễ. Cả bài bản cũng viết không ra, biểu tôi lấy cái gì mà xuất bản. Tôi không tệ như vậy chứ hả ông chủ? Cậu còn nhiều chỗ tệ lắm. Cậu đã không phải là nhỏ nữa. Cậu suy nghĩ một chút đi. Thử ở cái nhà báo nào á mà nhịn nổi cậu chứ. Được. Nè,
Thấy cậu làm ở đây cũng 10 năm rồi thì ban cho cậu giải thưởng này nè, phục vụ 10 năm. Tôi sẽ cố gắng sửa đổi. Vậy thì tốt rồi. Anh nè. Này tấm vé này con của tôi mua cho cậu, hội trình diễn âm nhạc đó. Cảm ơn ông chủ. Hẹn với bạn gái Nếu thiệt nhanh tay chút đi, nếu không người ta đi lấy chồng đó. Không báo hại người ta là tốt rồi. Cho ly cà phê đen. Cà phê đen làm ơn. Ủa, ly thứ 6 rồi mà. Khát nước. Hả? Không phải, hôm nay đều rảnh rỗi thôi. Không biết tối nay. Hả? Bộ cô thích nghe nhạc của Dương Tịnh Văn hay sao hả? Không biết, tôi thấy hay thì nghe thôi. À, bản này là... Là Lưu Phi Phi. Sao anh giỏi vậy? Tôi thích nghe âm nhạc mà. Lúc xưa tôi ở trong ban nhạc. Lúc xưa ba của tôi... anh nói tối nay có chuyện gì? Tôi... Tối nay... Đưa gà trà sữa làm ơn. Anh nói tối nay có chuyện gì? Trà sữa làm ơn. Có chuyện rồi. Chết thì chết. Gì? Nghĩa là bất mãn hả mày? Đúng rồi, bất mãn rồi sao chứ? Cái gì đây? Quay, giảng tuần rồi. Anh chị làm gì đó? Hả? Không gì, không gì. Tiệc xui xẻo. Mau thu dọn đồ đạc, lau chùi các nơi đi. Hôm nay tiệc là xui xẻo. Vé đâu? Anh bị mất đồ hả? Phải. Hả? Không phải. Cái túi của anh nè. Tôi đi trước nha. Phi Phi. Phi Phi. Bà ngoại à, đừng có uống thuốc bừa bãi, cháu về ngay mà. Bye bye. Làm ơn thủ qua quanh. Không đi, không đi, đang cá ngựa mà. Ủa? Cô hai muốn chết thì chết sang bên đi, kiếm cơm hai bữa thôi, đừng có báo hại tôi nha. Anh tài xế à, làm ơn qua sông đi. Bà ngoại của tôi bệnh nặng lắm. Ui, tôi đã đầy cơ rồi. Bà ngoại của tôi bệnh nặng lắm mà, làm ơn đi nhớ. Làm ơn đi. Ừ, tôi được. Cầu đi.
mày làm sao đuổi nhanh bằng tao hả? Mày mà hơn tao, tao sẽ dạy cho mày. Xe giữ tốc độ 7022. À. Ừ. Tôi biết. Tôi biết mấy thằng ở đâu. Cái gì? Tao ngán hả? Ngán thì đâu có kêu thằng Tan. Thằng Tề bị chết thảm như vậy, cho dù tao bị phanh thay chính khúc thì tao cũng giết sạch tụi nó. Tao không có ngán đâu. Nhìn gì hả? Thằng Châu. Thằng Châu. Xuống xe. Hả? Chỗ này hả? Chỗ này có đón xe lắm đó. Anh làm ơn cứu mạng nha. Tao cũng đi cứu mạng đây nè. Xuống xe đi. Không xuống. Không xuống hả? Có giỏi thì đi theo đi. Đồ mất dịch. Đừng có phóng nhanh quá mà. À, coi chừng. À. 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 À, làm ơn trả đường nha. Chết rồi, chắc là phiền thuốc đó. Thôi rồi. Tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra đi, hết chuyện rồi. Tránh ra đi. Tránh ra, hết chuyện rồi. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra đi. Tránh ra. Xe, chồng tắm đi mà. Xe, chồng tắm đi mà. Xe, chồng tắm đi xe. Tránh thôi đi. Tránh ra đi. Về tan đi. Anh làm gì đây hả? Cả một cái vụ lớn như vậy mà một tấm hình cũng không có đem về. Tôi thiệt là bị cậu chọc tức chết rồi. Hay là gì? Ngày mai cái bản đầu tiên đăng cái tấm hình tổ bố của tôi ra đi. Đề thêm mấy cái chữ là tức học mau. Ông chủ, từ nay tôi không đi trễ nữa. Tôi nhất định sẽ làm một việc lớn. Nhất định mà. Cạn. Quê, anh ngó tôi đi, ngó tôi coi. Anh coi tôi chừng nào chết đi. Chuyện gì? Anh mong lắm sao? Không phải, có một ông thầy bói nói là tôi không qua được 33 tuổi. Lại còn bói cho tôi một chữ cái gì, người trên người dưới rồi âm dương cách biệt. Anh có tin số mạng không hả? Dĩ nhiên là anh tin rồi, nếu không thì cảnh sát đâu có cúng quan đế. Tôi chết rồi. Không biết tôi có bị suốt đời độc thân, không có vợ không hả? Khờ quá. Cái vấn đề này. Nè 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 nè. Anh có nhìn thấy không? Con người của mình giống như là một hạt bụi ở trong không khí vậy. Sách vở cũng có nói mà. Vũ trụ vạn vật thì cũng có nhiều chuyện ly kỳ. Vũ trụ lớn nổi không thể nào mà diễn tả được. Anh thử nghĩ coi. Anh chỉ là một hạt bụi, làm sao biết được thế giới bên ngoài quán bar này? Phải không? Đúng. Đúng. Quay quay. Đúng. Quay, quay quay. Tối nay tôi nhìn thấy anh á, thiệt là lạ đó. Anh làm gì đây? Hả? Nhà báo còn phải là đóng cửa chứ. Vậy mà anh đoán trúng. Rồi làm sao hả? Đâu phải là anh dẹp tiệm. Lại có khác gì đâu. Nếu như cho tôi có thêm thì giờ. À, không phải.
Nếu cho tôi ngược dòng thời gian, tôi có thể cứu lại nhà báo. Nếu tôi có thể cứu lại nhà báo đó hả, thì có thể có nhiều việc không xảy ra. Phải rồi, nếu như cho anh làm ông cản đốc á thì... Ê, sao sao ý quá vậy? Cái gì đây? Hả? Nói thiệt nha, cái vụ này thiệt lạ lắm. Tối qua có đám anh em trong đồn cảnh sát bắt phóng xe ở Xây Cung. Ai về là chụp được một tấm hình lạ. Ở Xây Cung? Phải, và chỗ đó đã xảy ra tai nạn, bị chết 3 người. Quầy, tôi đi điện thoại trước. Ê, bỏ đi, bỏ đi mà, để trong đầu, để trong đầu được rồi mà. Ê, để đi. Khoan, khoan. Chuyện gì, có đồ phá sao? Cái vụ tai nạn hôm qua còn có chuyện sau đó. Nghĩ ra tựa đề rồi. À, tai nạn có tiền âm, nữ ma kiếm thế thân. Nè, lấy từ bộ giao thông đó. À, được coi, coi. Wow, hả, giống như tiệc đó nha. Giống quá. Ê, nè, như vậy nè, thấy chưa, cái đống này nè, thấy chưa? Có thiệt không đây? Dĩ nhiên thiệt rồi. Nè, đây là chiếc xe phải không? Người này đâu phải là người. Cái đống này cộng luôn chiếc xe, như vậy thì tha hồ mà giết đó ông chủ. Phải, khá lắm được. Ê, lại đây được đó. Đừng suy nghĩ thêm nữa mà. Đừng suy nghĩ nữa. Ui, trời ơi, nè, tối qua trên công lộ có ma áo nha. Đi công an. Sao lại công việc với báo chí đại tại mà. Phóng xe sao chụp được á, hay quá vậy. Phóng xe nhanh diễn cho mình được á, đi công an. Sao công việc, tôi có bạn làm ở thị cảnh sát đó. Họ cũng nói là có chụp được hình ma đó. Nhưng mà cấp trên biểu đại lại đừng nói ra. Thiệt không? Sao lại công việc? Nữ mà kiếm thế thân, chụp hình phóng xe ra thành hùng má thì cũng kiếp chứ. Cho tờ báo Kim Nhật. Ê bà thiệt là không ai, tờ cuối cùng anh này mua rồi. Hả? Anh bạn à, hay là vậy nha. À, tôi đi cho ông 100 đồng, ông bán tờ báo cho tôi. 100 tưởng lớn lắm sao? Tôi đi khắp Cửu Long Thành mới mua được tờ báo này nè. Ê, thôi chết rồi. Tôi đã đi kiếm khắp nơi mà mua cũng không được. Ê, có tiền không? Có tiền không đó? Tôi không đi trễ chứ hả? Ê, lão chu này á, không có nhìn làm người đâu. À, Trung à, mấy năm trước khi mà cậu tới đây làm việc, tôi nhìn cậu là biết cậu có một ít thông minh. Thì số tiêu thụ của hôm nay đã phá kỷ lục của mấy năm trước, còn phải tái bản nữa. Điều là công là của cậu thôi. Không phải, không phải đâu. Thừa thắng xong lên nha. Đúng, đúng phải. Cậu cứ dựa vào vụ này làm cho lớn ra hả? Lớn ra, dùng bốn chữ lớn Kim Nhật truy kích, nói là cái vụ tai nạn ở đường Trình Tường có ma. Cậu nói là có ma nhập mình thì được rồi. Đúng rồi, thì nói cái vụ này là bị ma nhập mình đi hả? Không bảo vậy chứ hả? Không, bà chết một bị thương. Cậu đi kiếm gia thuộc của kẻ chết, lấy chút tài liệu về, kể quan hệ ngày sinh tháng đẻ với họ đó mà. Muốn giết thì tha hộ mà giết, mà cứ bịa được thì bịa, giết ra được thì giết, phải không? Đúng rồi, bịa đi. Mở cửa đi làm ơn. Mở cửa. Có ai không? Có ai không? Bà cụ à, bà không gì chứ hả? Nè, bà cụ à. Đưa tôi. Đưa bà. Đưa tôi. Đưa bà đi nhà thương hả?
Cảm ơn cậu đã cứu lại mạng của tôi. Bà cụ à, chuyện nhỏ thôi mà. Bà cụ à, yên tâm đi, bà nghỉ một đêm mới là hết chuyện thôi. Cảm ơn. À, bác sĩ, cảm ơn nha. À. Anh ở lại với bà cụ một hồi đi, giờ đã khuya lắm rồi. À, cảm ơn nha. Không có chi. À nè, cháu tên Trung, là bạn thân của cháu gái của bà đó. À, tôi như là chưa hề nghe nó nhắc qua. À, phải, tụi cháu quen biết nhau chưa lâu. Thiệt là không may quá. Thiệt là tội nghiệp. Tôi chỉ có một đứa cháu gái này, bỏ công vất vả nuôi lớn nó, ai dè đụng một cái là đã bị mất. Bây giờ tôi lẻ loi một mình, từ nay biểu tôi làm sao mà sống. Bà cụ à, yên tâm đi, để cháu xin cho bà vô viện người già nha. Tôi có vô hay không cũng không sao, tôi đã vợ cả rồi. Tội nghiệp nhất là con mèo của nhà tôi. Tôi bị bệnh 2 ngày rồi, không có ai cho nó ăn uống. Cậu có thể làm tốt cho con mèo tôi ăn chút đồ đi nha. Bà đừng lo, cháu sẽ đi cho nó ăn. Tôi thì không biết phải làm sao cảm ơn cậu. Đừng nói vậy mà, bà còn cần gì không cho cháu biết đi. Gặp ở đâu vậy? Chỉ như là quen mặt. Cả một tấm hình tổ bố đang ở trang đầu mà. Có ai mà nhận không ra tôi? Trần Tán, anh không phải bị chết rồi sao? Phải. Quay nè, quay nè. Quay, quay, tôi có chuyện muốn kiếm anh đó. Cô mà you
Ra đây. Ra đây. Ra đây mau. Mày ra đây mau. Anh Trung. Anh Trung ạ. Ra đây. Tôi biết cậu sẽ đến kiếm tôi mà. Nhị cô à, hai con đó là cái gì vậy? Không phải hai con, mà là ba con. Ba con? Như vậy họ kiếm tôi có chuyện gì? Làm việc mà họ không thể làm được. Người chết đi sau 77 49 ngày, hồn vô quy thuộc sẽ ra ngoài kiếm người. Ở 7 ngày đầu, khí âm mạnh nhất, họ cứ không nỡ rời xa trần gian này, không chịu bỏ đi. Người thì có 3 tốp hơi, ma thì có 1 tốp hơi. Nếu bực bội thì khó lên cửu trùng thiên. Nếu như không rót ra được tốp hơi này, họ không thể đi đâu. Còn cậu, số mạng của cậu đã vào tuyệt cục rồi. Họ không nhập mình cậu, lại nhập mình ai chứ? Vậy, vậy phải làm sao đây nhỉ cô? Hả? Nói hoài cũng chỉ một câu: duyên tới, duyên đi. Tất cả ân quả do trời định. Bà đừng chỉ lo đọc sách mà. Có cách nào đây hả? Nếu như họ đột nhiên chạy ra thì không xong đó. Mày đừng có hòng bỏ cuộc. Tụi tao làm không có xong vụ này, tao theo mày suốt kiếp đó. Không thể lên trển được, là kéo mày luôn xuống dưới. Mày liệu hồn nó như nhóc con. Bà không phải gì cô. Anh đừng có lăng nhăng nha. Bộ anh muốn kiếm lời hay sao? Bộ tưởng tôi muốn theo anh hả? Anh đi soi gương đi, làm ơn. Ngậm cái miệng lại đi. Người lớn nói chuyện, mắc mới gì tới mày? Mày là thứ gì đây hả? Thứ lợi hại. Đủ rồi nha, nè, đừng có dễ trò nữa. Tôi biết các người ở đây mà. Tôi không ngán các người đâu. Mọi người làm mọi người chịu. Đừng có phá bà cụ. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Quỳ nè, quỳ, mày đừng có chạy nha. Tao biểu mày ra đây mà, đừng có chạy, bắt nó lại, chặn nó lại, mau lên. Cũng tại vì mày, ra làm gì hư chuyện hết. Còn lại nhẹ tao đập mày bây giờ. Chuyện gì cứ theo tao hoài vậy, tới phá tao làm gì? Nói thiệt nha, tao muốn mày thủ tiêu cái thằng Minh Sài cho tao. Tôi muốn đi kiếm thằng Mỹ Đức ra cho tôi. Quầy, giúp tao trước. Giúp tao trước? Quầy, tao nói trước mày chỉ ké thôi. Quầy, mày dạy căng chết tao đây. Con nào muốn kiếm chết đây, lần này mày muốn được chết đã được rồi mày phải đền đáp tao. Nè, cứ vậy đi, cứ vậy đi. Đừng có ôm chứ hả? Ai ăn hiếp đi? Đừng có ôm nữa. Nè, vậy nha, cô và anh cũng đừng phá tôi cũng không phá hai người, coi như về nha. Mày đừng có hông. Nói cho mày biết, mày không giúp tao, tôi sẽ đập mày đó, có tin không? Nè, tụi tao sẽ đối phó với mày đó. Xin đừng. Thì ra các người không làm gì được tôi. Tôi không ngán các người đâu, tôi không ngán đâu. Tránh ra, tránh ra. Phi! Phi à! Ra đây! Phi! Là cô hả? Anh nói đúng. Tôi có phải là quen thân với anh lắm đâu. Không thể nào bắt anh giúp tôi đâu. Thì không nên miễn cưỡng mà. Nhưng mà anh đừng có lo, tôi không có hại anh đâu. Tôi đi nha. Phi! Phi! Đi từng người một, đi từng người một, đi từng người một, đi từng người một. Sao chỗ này biến thành như là bến xe gì hả? Ê, mấy cô hồn chết quan như chúng tôi, hễ mà tới giờ là phải lên đường. Làm người đón xe cũng phải mua vé nữa mà, tưởng là ma không cần sao? Phải rồi. Vậy có Phi đâu? Ê, tụi tôi có trách nhiệm dẫn anh tới thôi. Không nhất định là phải kiếm ra đâu. Là ma cũng có tự do mà. Phải rồi. Chờ tôi với. Chờ tôi với. Chờ tôi. Phi.
Chờ tôi với. Đứng lại, cô đã quá giờ rồi. Tại sao lại như vậy? Tới trễ duyên chưa tới, có tới cần chi phải sớm. Về nhà đi. Ôi đại ca, giúp đỡ đi có được không vậy? Anh Trung à, còn 4 ngày thôi. Mắc mớ gì tôi chứ? Quầy đứng lại đi, đừng có đi nữa. Sao càng kia càng chạy vậy? Đừng có đi nữa. Đừng có theo nữa nha. Không còn dư giờ đâu. Nói cho mày biết nha, mày không giúp tụi tao thì đừng có hòng bỏ được tụi tao. Thế thì xấu quá mà đổ ích kỷ. Tôi xấu hả? Vậy còn hai người thì không biết tại sao phải cho hai người có cơ hội. Anh nha, tôi đã điều tra lý lịch của anh rồi. Đầu sỏ của xã hội đen, cướp của giết người, 3 năm trước mới được thả ra từ xích trụ thôi. Nếu như tôi giúp anh thì phải giúp cả thế giới sao? Phải rồi, hắn thì không đáng giúp đâu. Cấm đi. Phải. Không chịu học hành cứ lo cô trai, gia đình giàu có ích gì chứ? Vô viện nữ đồng còn nhiều hơn về nhà nữa. Đi cô trai chết gì trai, đúng là ngu ngốc mà. Ê, đủ rồi nha, ba tao cũng chưa hề rầy tao như vậy. Thì cũng tại vì không rầy cô. Ông có đếm xỉa tới đâu, ông đâu có coi tao là con gái. Không coi cô là con sao lại khóc sướt mướt chứ? Bạn tôi nói đó. Tôi không tin. Cô không tin, không lẽ thằng Mỹ Đức lại khóc vì cô? Phải mà. Phải, nếu phải sao biểu tôi đi đập nó. Anh có nhớ tôi mà. Cấm miệng đi, đủ rồi nha. Mày có hay ho gì, mày chưa hề thử thiếu nợ người ta sao? Mày nha, năm nay 30 mấy tuổi rồi, đã già lại không có tiền. Bày đặt đi làm nhà báo, báo hại nhà báo cũng bị đóng cửa luôn hả? Còn nữa cả gái cũng không biết cua, rụt rè nhát chết. Tao phải tủ tiêu của thằng Minh Xà, tại vì nó buông xì ke phóng quả giết người. Anh em của tao vì cướp một bao xì ke của nó, không cho nó bán, ai giờ đã bị nó mổ bụng, giờ còn đốt nhà nữa. Cả nhà, có già có trẻ, tao ra giang hồ phải nói đạo nghĩa. Nếu mà ai nấy đều rụt rè nhát chết thì làm sao mà được chứ? Wow, anh thiệt là quay võ quá. Dĩ nhiên. Anh nói nha, anh thiệt là vô dụng mà, anh cũng giống như chúng tôi thôi. Thiệt là đồ vô dụng. Ngón tay có ngón dài ngón ngắn mà, quay võ dễ dàng vậy, chừa lại cho các người đi, đừng quấy rầy tôi. Ê! 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 Ê nè! Ê! Ê! Sao lại không có tình nghĩa vậy, đứng lại đi. Thật gì có nói hết mà. Nè, đừng có đi nha. Hai người làm gì? Người ta làm ma, hai người cũng làm ma, vậy mà không có chút lực lượng gì cả. Nè, anh vẫn còn một chút tính người. Giả đồ tốt bụng, anh dĩ nhiên mong chúng tôi bị hồn phách tiêu tán. Thấy hai người tội nghiệp vậy, thôi được thôi được, giúp cho hai người. Nè, đừng có đốt lời nha. Anh bạn thì là có đạo nghĩa, tôi nhất định sẽ đền đáp anh. Thi ân không cần trả ơn đâu, nhưng mà nếu như con Phi không ra, muốn giúp cũng hết cách thôi. Dạ, cái việc này chúng tôi thì là hết cách đó. À, thường ngày hai người đi đâu vậy? À, thường ngày được đi phố sao? À, có rồi. Ừ. Quay, Phi quay, à, có chuyện gì? Phi, Phi, quay, chúng tôi đóng cửa rồi. Thôi được, anh ngồi một hồi thôi, chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Một hồi thôi nha. Phi, cô có ở đây không? Tôi biết cô ở đây mà, tôi biết cô có nghe tôi nói chuyện mà. Cô nhất định còn nhớ, mỗi lần tôi tới, thích uống cái gì, ăn cái gì mà. Cô nhất định nhớ, cô thích nhất là nhạc mà. Phi à, cô có thể ra gặp tôi không? Tôi đã hứa với anh Tăng và cô Châu giúp họ rồi. Tôi có gì giúp được cho cô không? Phi à, tôi không muốn nhìn thấy cô biến thành một vũng nước. Tôi thì không muốn đâu. Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ, nếu như có cơ hội, nếu như có cơ hội làm lại từ đầu, thì tôi có thể làm rất nhiều việc. Việc đầu tiên tôi sẽ hẹn cô đi phố. Lúc xưa tôi không dám, vì tôi không tin có một người con gái lại thích một người đàn ông rụt rè nhát gan như tôi. Tôi
Tôi thì không giống đàn ông. Nhưng mà dù sao đi nữa, Phi à, có làm dù sao vẫn hơn là không làm. Tôi hẹn cô đi cine, đi coi suốt 12:30. Tôi hẹn cô trước cửa rạp tối nay, cô nhớ tới nha. Ê, đóng cửa rồi còn không đi về. Phi, thật ra anh muốn giúp em lắm, nhưng mà em không muốn hại anh. Lúc xưa em làm ở quán ăn, ngày nào cũng mong anh tới hẹn em, nhưng mà nghĩ kỹ lại, em chỉ một kẻ bán đồ ăn thôi. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Em là ma, còn anh là người. Em đừng nói vậy. Làm bạn bè được mấy ngày thì hay mấy ngày. Kiếp này không được, biết đâu chừng kiếp sau được. Hay là vậy nha, chúng ta hẹn sẵn một nơi, mai mốt em ở đâu thì anh sẽ tới kiếm em. Em thích chỗ nào có tuyết rơi. Có tuyết rơi hả? Như là Bắc Hải Đạo của Nhật Bản đó. Như vậy gặp em ở Bắc Hải Đạo nha. Ừ. Ừ. Ôi, thì là lãng mạn quá. Quầy Châu à, chuyện gì đây? Con Phi thì đỡ quá, chết rồi còn có người tốt với chị. Ê, hey, khóc làm gì chứ? Tôi ghét nhất là người ta khóc đó. Còn khóc nữa tôi đánh cô đó. Hey. Thôi được, được, được rồi. Đừng nói tôi lớn hiếp nhỏ nha. Cùng lắm tôi nói thằng Trung giúp cô trước nha. Được chưa? Có đạo nghĩa. Tại sao lại không được chứ? Thưa ông thì không được đâu. Tôi đã làm thủ tục đàng hoàng rồi. Tại sao lại không được? Không đúng quy củ đâu. Giám đốc tới. Chuyện gì? Giám đốc, ông này đòi mở thùng bảo hiểm của Ngô Phi Phi. Phải. Giao cho tôi. À, anh bạn à, à, xin hỏi anh là... Bạn của Ngô Phi Phi. Anh không phải nói chơi chứ. Anh không phải là người thân của Ngô Phi Phi. Cho dù là phải, cũng phải qua phòng luật sư. Giám đốc à, về cái vụ này không phải đơn giản đâu. Bây giờ thì bà ngoại của Ngô Phi Phi nằm nhà thương không được tiện lắm. Ngô Phi Phi thì không được dư giờ. Tôi biết chuyện này thì là khó tưởng tượng, nhưng mà... Thưa ông, thiệt xin lỗi nha, không giúp được gì cho ông. Giám đốc à. Trung, tôi bỏ qua đi. Sao lại bỏ chứ? Đã giao trước với em rồi mà, đừng có việc gì cũng bỏ. Nhưng mà thì không đúng thủ tục đâu. Bây giờ mở thùng bảo hiểm đâu có phải là mở thùng rác, đâu có phải nói mở là mở chứ. Nhưng mà cái thùng bảo hiểm đó của em mà. Em còn nói là sau khi mở thùng bảo hiểm ra sẽ cho anh biết một nguyện vọng. Em quên rồi sao? Thiệt là điên, tôi báo cảnh sát. Ê, đừng mà. Ngô Phi Phi đang ở đây đó. Kìa, cậu đang ngồi đó. Trung, ổng đâu có nhìn thấy em chứ. Giám đốc, cậu thiệt ở đây mà, cậu thiệt đó. Quê, anh giỡn đã chưa? Nếu như anh nói cổ ở đây thì làm phiền cổ ký tên lên tờ giấy này, tôi mở thùng bảo hiểm cho cổ. Được. Phi à, ký tên lên đi. Ký tên? Em làm sao mà ký được chứ? Em đã không có thể sờ tay anh, làm sao mà cầm cái viết? Anh bạn, sao hả? Giỡn chút đi. Chung à, bỏ qua đi. Tại sao bỏ? Em chưa có thử mà, sao biết không được?
Em đã quên là tối hôm qua em có thể cầm cái áo lên sao? Phải. Thở đi, tập trung tinh thần. Cầm dưới lên. Cầm dưới lên đi. Tập trung tinh thần đi. Quê, đừng ngồi ôm má. Nè, mặc kệ ông đi. Ngó thẳng cây viết. Tập trung tinh thần. Ráng lên, ráng lên. Được mà. Được mà. Ráng lên. Tiếp tục, tiếp tục. Tưởng đâu vàng bạc châu báu gì. Cái túi này là cái gì? Có thể mở ra coi không? Không được. Thật ra em tới đây làm gì? Mình đã không còn dư giờ nữa. Hay là mình giúp chị Châu với lại anh Tan trước đi. Tin em đi nha. Cảm ơn chị Phi nhiều. Việc của chúng ta đều quan trọng như nhau. Tôi nhận chị trước. Thôi đi nha. Chuyện gì? Giữ tay tụi nó. Mau lên Phi à, mau lên. Thì ra bỏ tàu là việc của con đầu khác. Tao phải chết sống với nó. Cho xe chạy, mau lên. Con đã chết rồi, làm sao mà chết sống nữa. Không phải tao chết, mà là nó chết. Cho xe chạy mau đi. Chạy thì chạy, kêu đéo gì. Nè nè nè, khoan đỡ. Bộ anh đã quên con đào sư của anh hay sao? Thầy kệ đi, bà đi bán muối rồi. Lại đây. Anh thiệt là. Tới đây làm gì cả? Không lẽ tới đây nấu canh sao? Đúng là hà tiện, đi mướn phòng cũng không có tiền. Anh Trung, đánh chết đôi dân phu dân phụ đó cho tôi. Tôi? Tôi vì ảnh đã trở mặt với người nhà, còn phải ra tiếp khách để trả tiền cho ảnh. Bây giờ còn đi phá thai nữa. Chết chưa đủ 7 ngày đã đi kiếm người khác rồi. Tôi hỏi có đáng đập không? Thì đáng đập mà. Tao bắt gì? Đứa trẻ mày. Ê nè, đứa trẻ nha. Mắc dịch. Nên tao mày. Mắc dịch. Đánh mày chết à? Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Lái xe không vậy? Chết đi. Lại lên đi. Chết đi. Chết đi mày. Chết đi mày. Đừng đau hả? Chết đi. Đau mày. Đây. 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 Jerry, đi, có sức rồi. Xin lỗi nha, em tha cho anh đi. Anh kiếm người khác, anh thì có lỗi. Tha cho anh đi mà. Làm gì đây hả? Giống như đống cướp vậy mà cũng thích à? Có cô không phải kiếm thằng nào anh Minh thằng giỏi chứ? Tha cho anh đi, tha cho anh đi, tha cho anh đi. Đột nhiên tôi thấy không thích người này nữa. Tôi biết được hôm xưa mình không có đúng. Xin lỗi. Xin tha mạng. Nè, cái thằng này bây giờ xử lý ra sao? Nói ra thì được rồi. Tha cho tôi đi. Tôi có cách. Quê. Nè. Quê. Trả lại cái quần cho tôi. Nè. Vậy tôi làm sao đây? Mau lên đi, sắp băng tán rồi. Phải rồi, ở đâu đi? Quê con bé à, qua gặp ba má của mày đi. Thôi bỏ đi, thứ con bất hiếu mà. Chết vứt đi thì càng hay. Nói vậy là sai rồi, bỏ con nuôi lớn mày. Không gặp là hết cơ hội đó. Có phải là họ không? Qua bệnh đi. Phải đó, qua bệnh đi. Ba má của mày mà. Đi đi.
Con dâu à, trả lại con gái cho tôi đi. Má không có giận con nữa đâu. Con hãy trở về đi. Con vậy mà, để cho con gái nó đi được yên lòng chứ. Má thiệt là không giận con nữa. Con hãy trở về đi châu à. Má thiệt là không giận con nữa đâu. Mà đừng như vậy nữa, con gái nó đi không có được yên giấc đâu á. Châu à, đừng khóc nữa. Nín đi, nín đi. Châu à Châu, tại sao con lại bỏ má? Châu à, thôi đừng khóc nữa. Má, con chỉ có lỗi với má. Kiếp sau con cũng sẽ làm là con của má nữa, để hiếu thảo lại với ba má. Má, má, Châu à Châu. Lại tới rồi. Đến đi. Bây giờ mình phải đi. Thì cảm ơn anh chị. Tôi vui mừng lắm có những người bạn mà có tình nghĩa như anh chị. Con bé này, kiếp sau đầu thai phải làm người đàng hoàng nha. Đừng cua tay bậy bạ nữa. Má, con đi nha. Còn có hai ngày thôi. Anh Tân à, an giấc nha. Anh Tân à, cầu hồng tiên anh được an giấc. Được an giấc. Anh Tân à. Đi an giấc nha anh Tân. An giấc. An giấc nha. Anh Tân. Đi đi. Anh cứ an giấc đi. An giấc nha. Anh Tân. Thì là tốt quá. Phí bao nhiêu tiền, đốt bao nhiêu thứ cho tôi. Tôi đủ sai rồi. Thằng Minh Sa, tao đập chết mày. Nè nè nè, đừng có nóng nảy, để coi sao đã. Đúng đó, phải coi kỹ đã. Xin lỗi nha anh Bill, quấy rầy tới các anh chạy tang cho đại ca. Kêu cả đám tao làm gì hả? Anh phải hiểu rõ chứ. Đừng nghĩ là thằng Tèo với lại thằng Tang chết rồi thì bỏ qua. Cô ngộ mới thì mau lấy bao xì ke ra. Tao không biết mày nói cái gì. Được, dở trò hả? Lên. Trung à, Trung à, hãy mau ra cứu người đi. Cứu cách nào? Tôi mau cho mau của ông Trung đó. À, hay là bắt cảnh sát đi. Cảnh sát có thể chết sạch hết rồi. Hay là như vậy, tôi nhập mình vào anh nha, tôi đánh giỏi lắm. Nhập mình? Anh làm gì có năng lực? Ui, tôi nhập mình sẽ có mà. Nhập đi nha, mau lên. Chết người đó, lẹ lên. Dừng tay. Thằng Tạng, tôi biết bao xì ke đó ở đâu. Bình tĩnh đi anh em. Tụi mình muốn lấy xì ke thôi, không phải là lấy mạng đâu. Được, dẫn ta đi ngay. Báo cảnh sát đi, mau lên. Đi mau.
Ở đâu hả? Mau lên. Ở đâu hả? Tôi đã bỏ trong một cái thùng. Qua chỗ này nhiều thùng như vậy, muốn giỡn trò hả? Không phải đâu, cái thùng có để giấu mà. Tôi đâu dám chơi anh chứ. Tụi bay đi xé thử coi. Dạ. Anh Tăng, anh Tăng đâu rồi? Ra đây. Tôi phải báo án. Vào bánh nướng đó. Bịa cửa bánh nướng hả? Anh Tăng à. Quỳ, bộ anh không nhớ cái thùng để đâu sao hả? Dĩ nhiên là không phải. Tôi cố tình câu về chờ cái đám cảnh sát tới thôi. Anh phải coi chừng tôi nha. Quỳ, lẩm mẩm một mình làm gì đó? Còn không đi kiếm. Kiếm được rồi. Anh lấy được đồ của anh rồi, tôi có thể đi chứ? Khoan đã. Tao chỉ lo là cho mày đi rồi mày sẽ báo cảnh sát đó. Dĩ nhiên không rồi, tôi không có quen đi báo cảnh sát đâu. Trời cũng đã giúp tao rồi. Chờ tôi mấy cú nha. Được, tự nhiên. Nè, dừng tay, đừng đánh nữa. Dừng tay đi. Qua anh Trung, anh giỏi thiệt đó. Ngày mai nhất định sẽ được đăng báo trang đầu đó. Giỏi thiệt, anh thiệt là giỏi đó. Anh Trung à, cười tươi chút đi. Nhất định là đăng trang đầu rồi. Ê, cười lên đi nha. Ê, cười tươi chút đi. Ây da, gan dạ mô mô. Hôm nay tái bản hai lần cũng bán sạch luôn à. Hay tuổi này à, chúc mừng á mới được à. Hay quá, chị là hay quá. Khoan ôm, con ôm. Còn hai tin mừng phải báo với các anh chị á. Gì đây? Tin gì? Thứ nhất, có một tài đoàn đã thâu mua tờ báo của mình. Vậy sao? Có nghĩa là không cần phải đóng cửa nữa. Hay quá, hay quá. Còn nữa nha, thứ hai, anh Trung à. Anh Trung. Gì? Tôi sẽ thăng chức cho anh. Hay quá. Chúc mừng anh Trung nha, chúc mừng nha. Thật ra tôi có được ngày hôm nay không phải công lao mình tôi, anh chị đều có phần mà. Sao kiềm tốn quá vậy hả? Lúc xưa tôi nhát gan lắm, bây giờ tôi mới biết. Biết gì? Trước ngực tôi có chữ Dũng. Vậy hả? Thiệt đã quá. Hay quá. Anh Trung à, thì dũng cảm quá đi hả? Lần này em biết là anh có tài, anh nhất định phải sáng làm chủ nhiệm phỏng vấn của anh nha. Em đi. Đúng rồi, đúng rồi. Nè Trung à, đứng đó làm gì? Đúng rồi. Nghĩ coi tới đây đi ăn cơm hả? Hay là gia chánh đó? Đi đâu? Ông chủ, hôm nay mấy tay? Một tay. Phi, Phi à. Phi, tôi ở đây nè. Anh ta. Thì là tốt quá, đã nói là không cần phải tiễn tôi mà. Không phải, có Phi đâu. Hả, con Phi không phải đi chung với anh sao? Đâu có, bị mất rồi. Bị mất rồi à? Phi, Phi kia kìa. Hả, đi qua. Phi, con Phi à.
Con đã lo xong các gì rồi hả? Phi, em không thể đi. Thật ra quen biết được anh là một tâm nguyện lớn nhất của em. Vậy em sẽ đi đâu? Anh đi đâu chờ em đi? Không có cơ hội nữa. Em nghĩ là phải chờ thêm 100 năm. Chờ thêm 100 năm nữa, không biến thành dưỡng nước đã là may mắn lắm rồi. 100 năm? Tại sao lại bắt con vậy? Tại sao ba người chúng tôi chỉ có thời hạn 7 ngày? Con phải để đưa hết thời giờ cho chúng tôi. Phải chờ có thêm thời giờ để mà làm hết mọi việc mới đi về chứ. Lên đường đi. Ông còn chuyện nào khác nói không? Sao nói hoài cũng chỉ có câu vậy? Phải không? Điên rồi à? Khi đã đến giờ rồi mà không chịu lên đường thì vĩnh viễn không được siêu thoát đâu. Đi đi. Phi à? Đi đi. Hết cách rồi, theo tôi che chở cho cô. Anh Trung, em đi nha. Phi, anh sẽ chờ em. Cho dù 100 năm, 1000 năm, anh vẫn chờ em. Em có nghe không? Phi, anh vẫn chờ em. Tôi tưởng đâu làm người mới có việc bất công. Thì ra làm ma cũng vậy. Tại sao giúp đỡ cho người ta mà không kết quả tốt vậy hả? Bất công quá đi. Phi, Phi, tại sao em trở về? Anh không phải nằm mơ chứ hả? Hắn đã gia hạn cho em. Hắn nói thế gian này công bằng lắm, cho nên đã cho em ở thêm 7 ngày nữa. Nhưng mà thiên cơ bất khả lộ. Vậy em có thể nói nguyện vọng của em với anh chưa?曾往事曾云烟，消散在彼此眼前。就连说过了再见，也看不见你有些哀怨。给我的一切，你不过是在敷衍。你笑得越无邪，我就会爱你爱得更狂野。 khi hôm mình tới phòng bảo hiểm để lấy cái món đồ đó, thật ra là một bản nhạc chưa hoàn tất của ba em. Mà em là một người sáng tác nhạc. Năm mà em được 12 tuổi, ông định sáng tác một bản nhạc cho em đi tham dự thi đua. Ai dè, mới làm được có phần nữa thì ba của em bị ung thư rồi qua đời. Vậy chắc là má của em đau buồn lắm. Qua năm sau, cả má của em cũng qua đời. Rồi bà ngoại của em đã nuôi lớn em. Lâu nay em đã có một tâm nguyện là mong có thể hoàn tất nhạc phẩm này. Như vậy mới không có thẹn với cha mẹ. Em có cơ hội mà.
Anh tới đây có chuyện gì? Ồ, tấm lộ phí này là của tôi đưa cho cô Phi đó. Tôi muốn nói với cổ là ngày giờ ghi ở trên đó là ngày giờ mà cổ phải lên đường, không thể trễ một phút một giây được đâu nha. Tôi đặc biệt thông cảm cho cổ rồi. Nếu mà cổ không có chiếu theo giờ giấc lên đường nữa thì cổ không những là vĩnh viễn làm cô hồn cát đảng, còn tôi á, vì lén sửa đổi thiên cơ cũng sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục mà không được siêu thoát. Chuyện có ăn có quả, năm có đầu có đuôi chứ, đừng có cưỡng cầu nha, cậu phải nhớ kỹ đó. Khá lắm. Chuyện gì? Không có lòng tin hả? Em không cần lo lắng đâu, tối nay em nhất định hát được khá mà. Không phải là em nghĩ tới bài hát. Vậy là gì cái gì? Em đang nghĩ là không có lâu nữa mình sẽ phải chia tay nhau. Người ta nói là duyên định tam sanh, cho dù là kiếp trước có dứt đi thì vẫn còn kiếp sau mà. Kiếp sau này mình nhất định có duyên mà, phải không? Bản nhạc này chính là hy vọng của mình. Em nhất định phải hát cho thiệt hay, sẽ có nhiều người vỗ tay lắm đó. Đừng bao giờ bỏ cuộc nha, biết không hả? Thôi, mình lên đường. Đi. Alo, anh Trung hả? Thằng Minh đại ca đã vừa gục rồi, anh phải cẩn thận nha. Mình còn dư thì giờ mà, đâu có cần chạy nhanh như vậy. Đâu còn dư giờ chứ. Thi đua ca hát là 7 giờ nhưng mà 8 giờ là em phải lên đường. Vừa đủ thì giờ đó. Nè, em nhớ kỹ nha, một lát nữa lên sân khấu đừng có khẩn trương quá. Nhưng mà em nhìn cái tính của anh còn khẩn trương hơn em nữa đó. Thiệt vậy hả? Sợ quá. Mau lên đi, không kịp giờ đó. Mau lên. Ông à, có chuyện gì? Chỗ này có phải thi đua ca hát không? Phải. Cảm ơn. Nè, anh lại, không cho vô đâu. Tôi là ký giả. Nè. Phi à, cơ hội tới rồi, ra mau đi. Em sợ lắm. Không cần sợ đâu. Và thí sinh cuối cùng của tối hôm nay chính là cô Trương Thục Phấn. Một thí sinh hát nhạc ngoại quốc duy nhất của tối ngày hôm nay. Và xin kính mời cô Trương Thục Phấn.
không có gì chứ. Bảo Lan à, hát đi, hát đi, hát đi. Hát đi. Em đã thành công. Anh cũng cảm ơn em. Em đã khiến cho anh làm những việc mà lúc xưa anh không dám làm. Anh có nghe qua câu chuyện mà ông thần tiên cho ba nguyện vọng hay không? Thứ nhất là muốn làm giàu. Thứ hai là cầu bình an. Thứ ba là cho thêm ba nguyện vọng. Làm người không có thể tham lam đâu. Nhớ nha, nếu như chuyện nên làm thì phải làm. Nếu không may này, anh sẽ hối hận đó. Em có biết là bây giờ anh mong làm gì không? Anh chỉ muốn ôm lấy em. Thank you.
Phi! Phi! Anh Trung! Anh sẽ chờ em! Anh Trung! Trung! Ở Bắc Hải Đảo nha. Được. Vậy mai mốt mình hẹn gặp nhau ở Bắc Hải Đảo nha. Lời ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.